Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Bonsai Trẻ. Mình là Đức Quỳnh và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cái cách mà mình nuôi một cây media trên chậu. Thì nuôi một cây trên chậu thì có những cái lưu ý nào? Ví dụ như là chất chồng như thế nào, loại phân nào cho phù hợp với một cây trên chậu. Và cái thứ hai nữa, những cây siêu mini này nó chỉ khoảng 10 cm thôi. Thì làm cách nào để mình vô những cái sợi dây mà nó dễ dàng nhất và nó hiệu quả nhất? Thì từ những cái phôi như thế này thì mình đã làm cho nó được tới cái cây thành phẩm. Và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn cho các bạn cái cách mà mình nuôi một cây siêu mini nha. Đầu tiên thì mình sẽ nói là mình cung cấp cho cây của mình là cái lượng phân. Thì cái lượng phân nó sẽ đi về đâu, hay là cây chúng ta sẽ hút được hoàn toàn 100%? Tất nhiên là nó không thể nào hút được 100% cái lượng phân mà mình bón cho nó rồi. Thì thứ nhất là nó bốc hơi, thứ hai là cỏ, và thứ ba là chúng ta tưới nó sẽ bị chảy ở bên ngoài. Thì thường thì cây của mình chỉ hút được khoảng 50% cái lượng phân mà mình cung cấp cho nó thôi. Còn về trên một cái cây á, thì các bạn để ý là nó sẽ có được rất nhiều những cái hoa và rất nhiều những cái lá già. Thì những cái hoa và những cái lá già này á, thì nó hút đi dinh dưỡng của cây mình rất là nhiều. Nên là mình phải loại bỏ những cái lá già và những cái hoa đó đi. Khi nào mà cây chúng ta thành phẩm, chúng ta cần phải chơi hoa thì hả chừa. Còn thời điểm mà chúng ta nuôi á, thì cứ loại bỏ hết những cái hoa đó đi và những cái lá già đó đi. Sau khi mà các bạn đã loại bỏ hết được những cái lá già và những cái hoa của nó rồi, thì các bạn cần phải có một cái sợi dây hoặc là các bạn cầm cây để cố định lại được những cái cành mình nuôi thả. Và những cái cành này á, thì nó rất là dễ gãy vì nó rất là dài nè. Thì các bạn cần phải cắm một cái cây hoặc là các bạn dùng một sợi dây cột lại như thế này để giữ nó, không cho nó gãy. Còn trong cái thời gian mà chúng ta đang nuôi thả một cái cây như thế này thì tất nhiên một cái cành mà chúng ta đang nuôi và chúng ta đang bẻ co thì nó sẽ ra được những cái mầm khác nữa. Thì các bạn cần phải lưu ý là những cái tược nào nó phát triển mạnh thì các bạn cứ để cho nó phát triển, vì những cái cành đó nó sẽ giúp cho cái cành chính của mình phát triển nhanh hơn và mình sẽ rút ngắn được cái thời gian mà mình nuôi cây. Và cái thời điểm nào là cái thời điểm mà các bạn cần phải thay dây mới cho nó, là chúng ta tháo bỏ dây ra và chúng ta thay một cái dây mới để giữ lại những cái cành mà chúng ta đang nuôi nó không bị gãy. Và cái việc thay dây này nó rất là quan trọng vì những cái vết hằn á thì nó sẽ để lại cái vết đó đến khi mà cây mình thành phẩm luôn, nó rất là xấu. Cho nên đến cái giai đoạn mà các bạn thấy nó đã siết dây như thế này thì các bạn cần phải tháo dây ra và thay cho nó một dây mới để giữ lại cái cành mà chúng ta đang nuôi. Còn về phần mà các bạn muốn tháo hết những dây đó ra và các bạn làm những cái chi mà nó lên san hô đẹp á, thì các bạn cần phải loại bỏ hết những cái lá của nó. Nhưng mà các bạn phải lưu ý rằng là những cái lá này là nó đã đủ độ già rồi, thì bắt đầu mình sẽ bấm tỉa nó.
loại bỏ hết tất cả các lá luôn. Đối với những cây siêu mini này á, thì mình không thể nào mà tháo dây được. Tất nhiên thì vẫn tháo được đó, nhưng mà các bạn sẽ làm cho những cái co hoặc là những cái chi cành này nó bị gãy, hoặc là nó không có theo cái ý muốn của mình. Thì cái việc đó thì các bạn chỉ sử dụng một cái kéo để các bạn bấm bỏ những cái sợi dây đó. Những sợi dây này rất là nhỏ cho nên mình bấm cũng rất là dễ. Khi mà các bạn vào dây á, thì các bạn lưu ý là một cục dây mình sẽ cắt dài hơn so với cành cây là khoảng gấp đôi, để các bạn vô dây nó dễ và các bạn cầm ở ngoài đầu dây để mình quấn, chứ không phải là bạn tì vào trong cái thân cây để mà mình quấn thì nó rất là dễ gãy, vì cái cây của mình á, thì nó rất là nhỏ. Còn về việc mà các bạn sử dụng loại phân nào cho nó phù hợp với những cây siêu mini ở trên chậu này, thì có những cái loại phân như là hữu cơ, hóa học và sinh học. Thì trên những cái chậu này thì các bạn nên sử dụng những loại phân hữu cơ và sinh học thôi. Còn về cái phần hóa học thì các bạn hãy tìm hiểu thật là kỹ khi mà mình sử dụng cho những cây siêu mini này. Còn về cái phần chất chồng thì các bạn có thể hiểu nôm na nó chỉ là một cái phần để cho cây của mình nó đứng vững và nó bám ở trên một cái mặt phẳng thôi. Thật ra thì có rất là nhiều những người sử dụng những loại chất chồng khác nhau. Ví dụ như có người sử dụng sơ dừa trộn với cho chấu, có người thì chỉ sử dụng sơ dừa thôi, còn có người thì sử dụng cái loại đất Akadama, hay là có người sử dụng toàn đất mặt ruộng để mà trồng cây. Thì nó đều là những cái loại chất mà tùy thuộc vào mỗi người thôi, tùy thuộc vào cách nuôi cây của mỗi người. Nhưng mà nhìn chung lại thì tất cả các cây mà nuôi trên chậu thì nó đều cần phải phân bón là chính. Còn về phần chất chồng thì nó không có quá quan trọng, nhưng mà các bạn phải làm sao mà cái chất chồng của mình thoát nước tốt và giữ ẩm tốt, đó là cái yếu tố rất là quan trọng. Rồi thì đó là cái cách mà mình đã nuôi một cây bonsai siêu mini 10cm. Và ở clip sau thì mình sẽ chia sẻ cái cách mà mình làm bộ đế để cho cây của mình ép chậu nó không có bị sốc. Và video ngày hôm nay thì đến đây thôi. Và các bạn có gì thắc mắc thì các bạn cứ để lại comment cho mình. Và nếu thấy video này hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh và cho mình một like nha. Cảm ơn các bạn đã xem video.